Hello, đây là đoạn đường mà từ cái Mỹ Thuận đi về Cao Lãnh có một đường nhánh rất là mát mẻ. Cái đi vô đây thử coi, đi từ cái đường mà quốc lộ 30 vô đây chắc cũng phải chừng 3 cây, khoảng 3 cây thôi. Đó, vô đây á, thấy một cây xoài nó rất là lạ nè. Đó, cây xoài không biết nó bị bệnh gì mà nó lá thì rất là tươi, nhưng mà cái thân của nó thấy không, vàng rực luôn rồi thấy không. Đó, không hiểu cái này là giống như cái nấm gì đó, nó bị bệnh nấm, chung là nó cũng bị bệnh á, bị bệnh nấm á, không rất là đặc biệt đó, nhưng mà lá nó cũng rất là tươi đó. Ở đây á, là thuộc về Đồng Tháp nên là làm nên là chuyên về xài nấm, nấm nó bị nấm nha, nấm màu vàng nè, nhưng không biết bị bệnh gì mà cũng không có thấy nó bị nấm, nhưng mà cái lá của nó là cũng rất là tươi đó. Đây là có trồng mì nè, ở đây có một cây cầu rất là mát, cây cầu là ngã ba cầu nè. Đây là xe xe nhỏ vô được thôi, chứ xe lớn mà đi đường này á, sát cái sông á là rất là sợ bị sạt lở. Đây là cây cầu này, đây rất là mát. Đây là cây cầu cầu ngã ba, đây là cây cầu ngã ba nè, nối tiếp luôn phải không? Cầu ngã ba, cầu ngã ba, đây là ngã ba, đúng là ngã ba luôn, cái sông nè rất là mát. Hello, rồi đây một địa điểm,